Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình xây dựng đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp và đại hội xác định mục tiêu của tỉnh đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đến năm 2030, trở thành địa phương phát triển khá của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Dịp này, phóng viên chúng tôi đã có dịp trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về những giải pháp đột phá trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Để hiện thực hóa mục tiêu về phát triển, thì tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá. Mục tiêu chung của cái nhiệm kỳ 2025 đề ra thì đến năm 2025 thì GDP, tốc độ tăng trưởng GDP, RDP và GDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung cả nước, và phấn đấu đến năm 2030 thì Tây Ninh sẽ trở thành là tỉnh phát triển khá của cả nước. Đây là một trong những mục tiêu rất là mang tính là phấn đấu rất là cao, và để hiện thực hóa được mục tiêu này thì tỉnh đã đề ra những cái nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá. Trong đó thì chú trọng đến các giải pháp đột phá mà tỉnh đã và đang triển khai. Trong đó, tỉnh đặc biệt chú trọng đến 4 chương trình đột phá. Đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Nhiệm vụ được xác định trong nhiệm kỳ là để hiện thực hóa cho được dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Đặc biệt là tiếp tục triển khai 4 cái chương trình đột phá. Chương trình đột phá về phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Trong đó thì đối với chương trình đột phá về giao thông thì chú trọng tới cái việc là tỉnh chủ động phối hợp với các bộ ngành và đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh để hiện thực hóa cho được cái dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Đây là một trong những cái tuyến đường xương sống quan trọng, không chỉ kết nối giữa hai địa phương Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh mà có đây là còn tuyến đường kết nối liên vùng, cũng như là mở ra cái cơ hội phát triển kinh tế biên mậu theo cái hướng đường xuyên Á đối với nước bạn Campuchia và các nước ASEAN. Bên cạnh phát triển về hạ tầng giao thông, thì tỉnh cũng chủ động thực hiện đột phá về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thứ hai nữa là tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cái chương trình đột phá về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trọng tâm của nó là quy hoạch các cái vùng nông nghiệp ứng dụng cao để thu hút các cái nhà đầu tư chiến lược, những nhà đầu tư có năng lực, có tâm huyết, trách nhiệm với nông nghiệp, để xây dựng các cái mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo hướng gia tăng chuỗi giá trị, gắn sản xuất, bảo quản với chế biến và xuất khẩu để tạo cái lan tỏa cho người nông dân, đặc biệt là tạo ra cái đột phá trong về năng suất chất lượng và nâng cao cái giá trị trong một đơn vị diện tích. Đây cũng là một cái mà cái đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn để đưa Tây Ninh trở thành một trong những tỉnh mà người nông dân có thể sống và làm giàu được từ nông nghiệp. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đột phá về phát triển du lịch mà lấy trọng điểm là khu du lịch núi Bà Đen. Cái thứ ba là tỉnh tiếp tục thực hiện cái chương trình đột phá về du lịch và lấy trọng điểm là khu du lịch núi Bà Đen. Thì tỉnh sẽ quyết tâm quyết liệt và tạo điều kiện thuận lợi để cho nhà đầu tư tiếp tục hiện thực hóa các dự án theo đúng quy hoạch của chính phủ về phát triển khu du lịch núi Bà Đen, trở thành tâm điểm phát triển du lịch không chỉ của Tây Ninh mà của cả vùng miền Đông Nam Bộ và cả nước, với những cái dự án mang tầm quốc gia và quốc tế. Đồng thời thì cái việc du lịch phát triển thì vẫn bảo đảm một cái quan điểm là phát triển du lịch bền vững, tức là cố gắng với lại cảnh quan và bảo vệ môi trường. Một giải pháp đột phá được tỉnh chú trọng nữa là về cải cách hành chính gắn với phát triển nguồn nhân lực. Và cái thứ tư thì tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái cải cách hành chính gắn với lại cái phát triển nguồn nhân lực, và đặc biệt chú trọng cho cái việc là đẩy mạnh hơn nữa cái xây dựng cái môi trường đầu tư thật sự thân thiện, minh bạch và có tính cạnh tranh cao, để tiếp tục là một trong những tỉnh nằm trong cái tỉnh thành phố mà được đánh giá là có cái môi trường đầu tư tốt, để các doanh nghiệp có thể cảm thấy rằng
Tây Ninh luôn là một điểm đến đầu tư an toàn và hiệu quả. Và Tây Ninh cũng sẽ tiếp tục nắm bắt cái cơ hội của công nghiệp 4.0, đặc biệt là sẽ hiện thực hóa và từng bước thực hiện cái chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, cũng như là từng bước hiện thực hóa các tiêu chí của xây dựng cái đô thị thông minh, rồi xã hội số. Bên cạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá, thì tỉnh sẽ tháo gỡ điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, đầu tư, cũng như nghiên cứu tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, một bài Samad phát triển xứng với tiềm năng lợi thế. Bên cạnh đó thì ngoài các cái chương trình đột phá đó thì tỉnh sẽ tiếp tục tháo gỡ kịp thời những cái điểm nghẽn về quy hoạch, về đất đai, về đầu tư để khơi thông các nguồn lực, đặc biệt là khai thác, quản lý chặt chẽ có hiệu quả về đất đai. Đưa đất đai phải thực sự là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Quý khán giả thân mến, chương trình xây dựng đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.